Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như bớt chút thời gian và Ngọc xem những cái video của mình đã đăng lên nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, buổi sáng nay mình gửi hàng cho các bác khách ở ngoài Phúc Thọ, Hà Nội. Sau đó mình lại về với cái công việc thường nhật, rồi lại phục vụ mọi người yêu mến mình nha. Đây là số cân số lượng của nó đây. Đó. Nha. Đây. Đây đây đây. Địa chỉ đây. Tên tuổi địa chỉ đây. Nha. Đấy. Số điện thoại thì xin phép không được công bố nha, che đi. Đội điện thoại của mình thì công bố toàn quốc nha. Đấy, giao hàng toàn quốc. Đấy. Đây. Kali VIP đây, mặt bằng phía 8 xò than nhá. 8 xò than, 8 xò than mình thanh lý cho bác khách này với giá là 500.000 đồng nhá. Đấy, cho bác về bác dùng này. Bác bảo mình là bác cũng năm nay cũng nhiều tuổi rồi, 66 tuổi rồi. Xin chúc bác có thật nhiều sức khỏe nhá, để sống vui sống khỏe bên con cháu và gia đình nhá. Xin cảm ơn bác. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người hãy chia sẻ kênh của mình để cho người dân của 63 tỉnh thành được biết đến nhá. Người dân được tiếp cận và với những cái sản phẩm là nó tốt, hoạt động bền bỉ. Đó. Giá thành thì cực kỳ là hợp lý. Mình dám khẳng định mình là số 2 thì không ai là số 1. Đấy. Đấy, chỉ có một cái điều là từ hôm làm cái kênh YouTube và bán hàng đến giờ ấy thì mình có đôi có cái lời này muốn nhắn nhủ tới gì mọi người, mong mọi người gọi là góp ý cho mình để kênh của mình coi như là ngày càng phát triển hơn nữa, để người dân được biết đến. Đó là hiện tại làm sao, vì sao mà cái lời mình nói ra chỉ có già làng với trường bản nghe là tin thôi. Thế còn bà con nhân dân thì chưa thấy tin, chưa thấy ủng hộ. Đấy, mình đa số là bán cho già làng trường bản, toàn những người từ 60 tuổi trở lên. Thế là còn những cái bạn đoàn viên đội viên thì lại chưa thấy mua. Đấy, không hiểu là làm sao mà các bạn trẻ ấy lại không tin vào lời mình, lại chỉ có già làng trưởng bán trưởng thôn mới tin vào cái lời của người này thôi. Sản phẩm của người này mang đến đã làm ưng cái bụng của già làng trưởng bán trưởng thôn, nhưng lại chưa được các bạn trẻ ủng hộ, chưa được các bạn trẻ tin tưởng. Thầy mua thì cũng tin rồi. Giờ thì còn những cái người mà từ 50 đổ xuống là chưa thấy mua của mình. Đấy thì mọi người xin cho xin ý kiến nhé. Tại làm sao mà chỉ phục vụ được giờ làng trưởng bản thôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào thân ái.